tay người mẹ. Ida, Ida, chờ mẹ. Coi chừng chạy nhanh lại ngã đấy. Ida, con không nghe thấy mẹ gọi à? Ida, Ida ơi! Bánh nan này, ngon lắm đó. Mẹ được khách du lịch cho, từ khách sạn 5 sao đó. Con ăn đi Ida, bánh vẫn còn nóng. Ăn đi mà đi học, độ này trông con gầy quá Ida. Sao mẹ cứ nhận thức ăn từ người khác cho? Chúng ta đâu phải ăn mày. Con không muốn ăn những thứ này. Thà chết đói còn hơn phải ăn chúng. Kinh chết đi. Con nói gì vậy Ida? Bình thường con vẫn thích bánh nan lắm mà. Ida, sao con lại làm vậy? Đây là đồ mới tinh, đâu phải thức ăn thừa. Chúng ta nên cảm ơn Thượng Đế vì được mọi người yêu quý và cho thức ăn ngon chứ. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không thấy sự yêu thương mẹ nói ấy đến từ sự tội nghiệp sao? Những thứ mùi vị khủng khiếp từ nhà vệ sinh công cộng ám đầy mùi trên thức ăn sao? Ida, con nói gì vậy? Con phải hiểu hoàn cảnh của mẹ con ta chứ. Công việc ở nhà vệ sinh này đã giúp mẹ nuôi con khôn lớn. Mẹ luôn mong những điều tốt nhất cho con, Ida. Con chán ngấy những thứ liên quan tới nó rồi. Con sẽ tìm cách thoát ly khỏi đây. Wow, điểm chuẩn không cao lắm. Có lẽ mình sẽ đạt. Trường ở Mỹ rộng và đẹp thật. Không thể tưởng tượng nổi. Nếu được sang đó, mình sẽ mãi mãi không quay lại nơi này. Hả? Cần sự bảo lãnh của gia đình bản ngữ sao? Mình đâu có người nhà hay quen ai ở bên đó. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình vẫn phải chết dẫm ở cái xó xỉnh này? Căng thẳng quá không tốt cho sức khỏe đâu. Ida, uống sữa hạnh nhân đi. Dạo này mẹ thấy con xanh xao quá. Lo lắng việc học hành quá hả con? Tất nhiên rồi. Chỉ có đi du học, cuộc đời con mới bước sang một trang mới. Mẹ muốn con ở đây mãi và không ngóc đầu lên được sao? Du học? Con định đi học ở nước ngoài sao? Con muốn đi đâu vậy? Con có suy nghĩ sẽ đi khỏi đây từ khi nào vậy Ida? Mẹ chỉ có mình con. Mẹ có người bà con hay bạn bè gì ở bên Mỹ không? Phải có người bảo lãnh, con mới có thể qua đó được. Không, tất nhiên là không rồi. Mẹ còn chưa từng bước chân ra khỏi thành phố này. Gia đình chúng ta làm gì có người thân ở nơi xa xôi thế? Con cũng đoán trước rồi. Một công nhân ở nhà vệ sinh công cộng thì lấy đâu ra người thân ở Mỹ chứ? Nhưng còn ba thì sao mẹ? Ba? À, ba cũng không con ạ. Mẹ nghĩ con nên từ bỏ ý định đấy đi. Ở đây cũng có rất nhiều trường đại học tốt để con lựa chọn mà. Hơn nữa, mẹ sẽ không phải xa con, Ida à. Tại sao khi hỏi về ba, lúc nào mẹ cũng bối rối như vậy? Hay là ba có người nhà ở Mỹ thật mà mẹ muốn giấu mình? Vậy thì nhất định mình sẽ tìm ra để có thể sang Mỹ. Ida, tìm mẹ cháu hả? Nghe nói gần đây cháu tập trung học hành dữ lắm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nhìn cháu hốc hác quá Ida, phải chịu khó ăn uống vào. Dừng, mẹ cháu đâu rồi cô Ganga? Cháu muốn gặp mẹ ngay bây giờ. Có phải mẹ cháu đang trốn ở đâu không? Sao cháu lại nói như vậy? Isa, chị ấy vừa chạy ra chợ. Mà có việc gì gấp không Ida? Trông cháu có vẻ lo lắng. Mẹ đã lừa cháu. Tại sao ba cháu mất năm 1999, trong khi tận 3 năm sau, năm 2002 cháu mới ra đời? Cháu không thể chấp nhận một người mẹ phản bội. Sao cháu lại biết điều đó? Ai đã nói cho cháu chứ?
Ida, nhưng việc đấy sao lại khiến cháu tức giận như vậy? Hãy bình tĩnh lại đã, Ida. Đây, giấy tờ khai tử của ba cháu. Mẹ cháu đúng là người không ra gì. Tại sao có thể giấu cháu điều này? Tại sao có thể dối cháu suốt thời gian qua? Ida, Ida, cháu đứng lại. Đừng làm tổn thương mẹ cháu. Isa, cô ấy là một người nhân hậu. Nếu không có mẹ Isa, cháu đã chết từ lâu rồi. Cô nói gì? Đáng ra cháu đã chết từ lâu ư? Cô cố tình nói thế để che đậy sự giả dối của mẹ cháu phải không? Ida à, con chở mẹ tới chỗ làm được không? Đằng nào cũng trên đường con đi học. Đã lâu rồi mẹ con mình không đi cùng nhau đó Ida. Không, con không muốn suốt ngày đèo mẹ tới nhà vệ sinh công cộng nữa. Bây giờ con phải đi tới một nơi rất quan trọng, có thể giúp con thay đổi vận mệnh của mình. Cậu bé, tới trường trung học Amrita đi đường nào? Thành phố này thay đổi nhiều quá. Đã lâu rồi tôi mới quay lại đây nên không rành đường. Ồ, cô đến trường cháu à? Từ đây cô đi thẳng, tới ngã tư thứ hai thì quẹo trái, đi thêm hai ngã ba thì quẹo phải, sau đó... Phức tạp quá, hay cháu lên xe cô rồi cùng đi, chắc cháu không bận gì chứ. Cô có làm phiền gì cháu không vậy? Ôi, đây là lần đầu tiên cháu được ngồi ô tô đấy. Mà cô không phải người địa phương ở đây à? Cô nói đã lâu mới quay lại đây. Không, cô là người Mỹ gốc Ấn. Trước đây cô sống ở thành phố khác, nhưng đã từng tới đây để du lịch. Cô ở Mỹ sao? Đấy là nơi cháu ao ước được tới. Nước Mỹ có phải rất hiện đại đúng không cô? Cháu đã nhìn thấy cầu cổng vàng trên TV. Ước gì cháu được đặt chân tới đó. Ồ, cháu thích nước Mỹ tới thế sao? Ở đó có nhiều công trình hiện đại thật. Nhưng xét về thắng cảnh tự nhiên thì Ấn Độ chúng ta cũng rất đẹp. Mà cháu có vết bớt ở tay dài ghê. Nhưng từ nhỏ đó cô, dường như Thượng Đế đã đánh dấu cháu sinh ra là một đứa trẻ nghèo rồi. Cháu chán ghét nơi này và xuất thân của mình. Ida, nếu cháu muốn sang Mỹ, cô có thể giúp cháu. Hãy dẫn cô tới gặp ba mẹ của cháu. Họ có ở gần đây không? Cô nói thật sao? Cô không đùa cháu chứ? Mẹ cháu ở gần đây thôi. Chúng ta đi ngay cô nhé. Phải, cô nói nghiêm túc đây. Ngay từ lúc mới nhìn thấy, cô đã rất có thiện cảm với cháu rồi Ida. Cô nghĩ cô cháu mình có duyên gặp mặt đấy. Cô... hay là thôi, chỗ đó không được sạch sẽ cho lắm à? Một người sang trọng như cô sẽ không chịu được nơi đó mất. Hay là để hôm khác đi cô? Sao? Cháu đang nói về nơi làm việc của mẹ cháu phải không? Cô không sao cả. Chúng ta hãy cùng tới đó nha. Phải. Chính là nhà vệ sinh công cộng ở đằng kia à? Cả tuổi thơ của cháu ám ảnh mùi xú quế ở đó. Thật kinh khủng. Mẹ, đây là cô Tina, người đã hứa sẽ giúp con sang Mỹ. Cô Tina là một người giàu có và rất nhân hậu. Ida, việc này là sao? Con chưa hề nói trước với mẹ. Con dẫn một người lạ hoắc tới đây và nói về câu chuyện sẽ tới một đất nước xa xôi một cách đơn giản như vậy. Việc đó không quan trọng bằng tương lai của thằng bé. Chỉ muốn nó sẽ quanh quẩn ở nhà vệ sinh công cộng cả đời sao? Cô là ai? Sao dám nói sẽ mang con trai tôi đi? Có phải cô định lừa gạt gì nó không? Tại sao lại đi lừa lọc một đứa trẻ? Mẹ! Mẹ có quyền gì mà nói với cô Tina như thế? Cô ấy là người sẽ giúp con đổi đời. Con muốn theo cô Tina. Đi! Về nhà với mẹ! Đừng để người phụ nữ này lừa phỉnh con. Cô ta chỉ định lợi dụng con thôi. Con đừng quá ngây thơ như thế Ida. Dù sao mẹ cũng đâu phải là mẹ ruột của con. Mẹ không có quyền. Cả khoảng thời gian mẹ bắt con sống khổ cực và bận hàng cùng mẹ, mẹ không thấy con thiệt thòi sao? Con
còn nói gì? Sao con có thể nói với mẹ những lời đó? Suốt ngần ấy năm, mẹ luôn yêu thương và dành hết tình cảm cho con. Ida, cháu chỉ là con nuôi thôi sao? Cháu nói thật chứ? Điều này có đúng không, chị Lao Công? Phải, con đã biết từ lâu. Giấy khai tử của ba là lời tố cáo, và cô Ganja cũng đã kể hết cho con nghe. Mẹ, mẹ không phải là mẹ ruột của con. Mẹ đã lừa dối con. Không, Ida, con đừng nói những lời cứa vào lòng mẹ như thế. Mẹ định dành cả cuộc đời mình để yêu thương con. Ida, cô muốn nói cháu không phải biết sự thật này. Người này đúng là không phải mẹ ruột của cháu. Kết quả ADN đã chứng minh con là con của mẹ. 15 năm trước, mẹ đã thất lạc con. Nhờ Thượng Đế thương tình và vết bớt này, mẹ đã tìm được con. Cháu là con. Vậy thì cháu sẽ sớm được đi Mỹ. Ước mơ tới Mỹ của cháu sẽ thành sự thật sao? Không thể tưởng tượng nổi. Mẹ sẽ sớm hoàn thành thủ tục để đưa con về Mỹ. Mẹ con ta sẽ được đoàn tụ, Ida. Mẹ sẽ bù đắp cho con. Con đã phải sống những ngày cơ cực rồi. Ida, con vừa nói gì vậy? Con không thể là người vô tình bạc béo như thế. Ida, con vừa nói sẽ bỏ mẹ mà đi sao? Con không có chút tình cảm nào với mẹ. Mẹ đã kỳ vọng vào con biết bao, dù con khó khăn thế nào. Dù sao thì con cũng tìm được mẹ ruột rồi, thì phải đoàn tụ thôi. Đấy mới chính là nơi con thuộc về. Chẳng lẽ mẹ muốn đòi tiền công nuôi con sao? Đó là lý lẽ thường tình. Tôi sẽ bù đắp cho chị một khoản tiền. Dù sao thì chị cũng đã mất công chăm nó. Tại sao cô dám? Toàn là những người hạ đẳng. Chẳng qua là nuôi tôi mười mấy năm trời rau cháo, ăn đói mặc rét. Ida, nhìn đây này, rồi hãy mở mắt ra. Cầu cho cháu không bị trừng phạt bởi những lời nói vô tình bạc béo như thế. Thần Ren, đưa nó tới cảnh sát. Tại sao cứ rình rập trước cửa nhà vệ sinh nữ như vậy? Chắc chắn là một thằng bụi đời du côn du đảng. Cháu đợi mẹ cháu. Cháu muốn gặp mẹ. Mẹ cơ. Làm ơn, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Xin đừng đánh cậu bé. Bị mẹ ruột bỏ lại ở nhà vệ sinh công cộng, cháu cứ chầu chực ở đó để chờ mẹ, tới nỗi bị người ta đánh cho bất tỉnh. Chính mẹ Isa đã che chở, cưu mang cháu từng ấy năm qua. Các chị, sao lại đặt điều vu khống cho tôi? Tất cả là câu chuyện bịa đặt nhằm níu kéo Ida ở lại. Ida, con đừng tin họ. Vu khống ư? Sự việc năm đó đã được lên báo. Chị không bao giờ muốn cháu biết sự thật này. Nhưng Isa, cô ấy không đáng phải chịu đựng những điều bất công như vậy. Mười lăm năm trước. Cô Tina, mọi việc có phải như vậy không? Sự thật là cô đã bỏ rơi cháu trước nhà vệ sinh công cộng. Chính mẹ Isa đã nuôi cháu. Mẹ ngày ấy mẹ quá nghèo nên không thể lựa chọn. Nhưng giờ thì khác. Ida, người chồng bên Mỹ đã qua đời, để lại cho mẹ một tài sản lớn. Còn lại là người thân duy nhất của mẹ. Chúng ta sẽ... Mẹ Isa, mẹ, chính mẹ đã cho con cuộc sống thứ hai. Con xin lỗi đã đối xử tàn nhẫn với mẹ. Hãy tha thứ và cho con ở lại bên mẹ. Đừng khóc, Ida. Mẹ yêu con. Ánh sáng trên ngôi mộ xanh.
Con bé sẽ rất xinh đẹp đáng yêu khi nằm trong chiếc nôi này. Em chỉ thương con bé trong hoàn cảnh đặc biệt. Nếu con bé biết mẹ nó sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp, thì con em sẽ nghĩ gì hả chị? Emily à, em đã rất mạnh mẽ và kiên cường. Chúng ta hãy loại bỏ kẻ côn đồ đó ra khỏi đầu. Giờ chỉ chăm lo cho thiên thần của chúng ta thôi Emily ạ. Thiên thần xứng đáng được hạnh phúc. Em sẽ không nghĩ đến những hình ảnh xấu xa đó nữa. Em chỉ nghĩ đến con bé thôi. Phải rồi, em có con bé và còn có cả chị, cả gia đình chúng ta. Mọi người luôn bên em. Chiếc nôi màu hồng này em đã ngắm từ mấy tháng trước. Có lẽ đã đến lúc mang về cho thiên thần của em rồi. Chiếc nồi em chọn cho con bé thì chắc chắn con bé sẽ rất thích rồi. Con bé sẽ rất hạnh phúc đấy. Mẹ sẽ dành cho con tất cả tình yêu thương để bù đắp cho con. Con yêu ạ. Đưa đứa bé sang phòng mổ tim gấp. Đứa bé rất đáng yêu, nhưng con bị bệnh tim bẩm sinh và chúng tôi cần phải tiến hành ca mổ gấp. Mong người nhà bình tĩnh đợi. Thật may, con bé đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói chúng ta có thể chăm sóc con bé tại nhà. Nhưng đây là căn bệnh khó chữa. Nó sẽ theo bé suốt cuộc đời. Em vẫn đang rất lo. Emily, mời cô đến gặp bác sĩ. Không sao đâu. Em đi gặp bác sĩ đi. Con bé đã có chị ở bên cạnh. Bác sĩ đã nói gì với em? Tôi rất xin lỗi vì phải nói sự thật với cô rằng tim của con bé quá yếu. Nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Emily, em nghe chị nói chứ? Em nghe. Con bé sẽ không sống lâu với chúng ta được chị ạ. Con bé mới chỉ nằm trong chiếc nồi đó mấy bữa. Cuộc sống của con quá ngắn ngủi. Con bé là thiên thần. Nó chỉ ghé qua thăm chúng tôi rồi phải lên thiên đường. Em hãy yên tâm. Trên đó con bé sẽ hạnh phúc. Nó sẽ hạnh phúc ư? Nó đến cuộc đời này còn chưa kịp biết hạnh phúc là gì. Chưa kịp cảm nhận tình thương của chúng ta. Làm sao nó có thể hạnh phúc được? Em Ly, em đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Em nên nghỉ ngơi đi. Chị sẽ đưa em về phòng. Em đã thức cả đêm rồi. Không, em không mệt. Em còn phải ra thăm mộ con bé. Ngày nào em cũng ra thăm mộ con bé đến 4-5 lần rồi. Em cứ thế này thì ốm mất Emily ạ. Mà giờ cũng đã muộn rồi. Hay là để mai đi. Con bé còn quá nhỏ. Nó cần có em bên cạnh. Em không thể để nó một mình nằm ở ngoài đấy. Chắc nó đang mong em rồi. Được rồi Emily. Chị sẽ đưa em đi. Chiều tối một mình ra nghĩa địa không hay. Nhưng tuyệt đối chỉ hôm nay thôi đấy. Ôi! Không thể tin nổi. Em cũng đang thấy giống chị chứ Emily. Có phải là ánh sáng màu xanh tỏa sáng trên mộ của con gái em không vậy chị? Chỉ duy nhất mộ con bé là có ánh sáng ấy. Đúng rồi, ánh sáng đó tỏa xuống giống như... như hình chữ V lật ngược. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Ôi Emily, chết tiệt thật, xe không tài nào nổ được. Chị đã bảo mà, chúng ta không nên ra nghĩa địa vào lúc tối muộn thế này. Đấy là điều cấm kỵ. Trời ơi, điện thoại thì không tài nào bắt sóng được. Có lẽ nào mà đang chặn không cho chúng ta đi. Có lẽ con gái em xuất hiện, nó không muốn chúng ta rời khỏi đây.
Ôi trời, em đừng dọa chị thế chứ Emily. Chị bình tĩnh Mary, chỉ là luồng ánh sáng thôi. Em tin, con bé chỉ xuất hiện trong giây lát thôi. Ôi mẹ ơi, từ bé đến lớn chị chưa từng thấy điều kỳ lạ thế này. Chẳng lẽ con bé đang về trên ngôi mộ của mình? Con bé đó rất thiêng chị Mary ạ. Có vẻ con bé đang được ai đó đón đi. Chúng ta đã ngồi đây gần 10 phút rồi. Ánh sáng đó vẫn chưa tan đi. Tức là con bé đang muốn nhìn chúng ta lâu thêm chút nữa. Ôi Chúa ơi, có chuyện đấy nữa sao? Ánh sáng đã tan dần rồi Emily ạ. Con gái của em đã được lên thiên đường. Ánh sáng đó đã xuất hiện đúng 10 phút đấy chị Mary. Con bé đã hiện về để gặp em lần cuối. Ôi, xe đã nổ rồi này Emily. Thật không thể tin nổi. Em biết mà, con bé chỉ muốn níu chân chúng ta một lát. Con bé không muốn làm hại ai cả. Mẹ yêu con, thiên thần của mẹ. Thôi, chúng ta về ngay thôi. Dù gì cũng đã tối lắm rồi. Một tuần sau. Ôi, có phải thiên thần của mẹ không? Em đã thấy chiếc đùi lơ lửng trên không trung chị ạ. À? Có lẽ em đã mệt quá rồi. Em nên nghỉ đi. Một tuần nay em đã không ra mộ con bé. Nhưng em cảm nhận con bé đang rất gần em. Con bé nó biết em lo lắng cho nó. Nên nó đã về để an ủi em đấy. Em không cảm nhận thấy thế à? Hãy để con bé được siêu thoát lên thiên đường. Emily của chị. Cầu mong con em trên thiên đường sẽ hạnh phúc. Chắc chắn là như thế em ạ. Mẹ sẽ không buồn phiền về cái chết của con nữa. Vì con không còn đau đớn với bệnh nữa. Lên thiên đàng, con sẽ hạnh phúc. Yêu con. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt. Nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.